Zika Audio, nghe chưa đủ, hãy xem phim. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio ạ. Vâng, hôm nay Zika Audio nhận được của đơn anh Trần Văn Thanh ạ. Vâng, anh ở Quy Khà, Hà Giang. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube, anh có đặt cho mình một cái âm ly, nói chung là nhìn khá là hầm hố và chất lượng và nhìn rất là chuyên nghiệp. Đó là âm ly Vinido, Vinido mã là đây ạ, Vinido mã là DS9702. Vâng, thì trên đây là cái âm ly Vinido 9702 của anh Thanh đã đặt đấy ạ. Vâng, bên em đây là cái hàng này, hàng thanh lý. Và bên em dọn kho có thừa một con. Thì anh đã xem và anh đã đặt cho mình một cái sản phẩm này. Vâng, trước tiên là thay mặt công ty Zika Audio được cảm ơn anh Thanh nhé. Vâng, để nói cái âm ly Vinido này ở trên thị trường Việt Nam thì rất là hiếm, rất là ít. Bên em nhập cách đây cũng khá là lâu mà bên em còn lưu lại một con. Thì bây giờ anh Thanh đã là chủ sở hữu của âm ly Vinido này. Công suất thì rất là khỏe, 1000W cho hai kênh. Vâng, về giao diện thì các bác nhìn nhá, rất là lạ mắt, mà trên thị trường hầu như là không có để so sánh đâu ạ. Vâng, về đường mic của nó là có 5 đường line mic ạ, 5 đường line mic. Ê, chơi gì mà rất là ngọt ngào. Và đặc biệt cái dòng này tích hợp cả lọc xi hay là aqua laser ở trên thân mặt trước đây ạ, chúng ta có thể can thiệp trực tiếp, nó không cần ghép nối âm ly lọc xi ở bên ngoài. Vâng, công suất rất là khỏe. Đây là em đang ghép một đôi la full WeWord VA12 và một đôi la bốt đây ạ. Vâng, cái đôi này có thể ghép được 2 đôi la full 1000W, đánh rất là căng. Còn đặc biệt cái dòng này nó được đọc được cả cạc này, cả USB này. Vâng, và có cả đài FM phía sau nữa ạ, có cả anten phía sau. Đây ạ. Vâng, dòng này rất là nặng. Vâng, về cái tín hiệu để kiểm soát đầu ra nó là volume. Thì là cái dòng này là có 3 đường can thiệp. Đó là hai cái cần gạt này này, là volume cho từng loa từng bên này. Đây ạ. Đấy. Và đây một cái kiểm soát volume nữa, volume tổng đấy ạ, to nhất đấy ạ. Vâng, và bên này có một cái volume kiểm soát đường nhạc ra nữa. Đây ạ, đây ạ. Đây là một volume nữa này. Đây là cái âm ly này có 3 đường kiểm soát tín hiệu đầu ra. Đấy, các bác phải nghe, phải biết chỉnh thì nó mới hay được. Dương mic này nhìn như là một cái mixer, rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp. Vâng, lọc xì cũng chỉnh rất là dễ dạ. Vâng, lọc xì thì nó 2, 4, 6, 7, 7 cần gạt trên một kênh là 14 cần. Và đèn nháy sóng nhạc rất là đẹp ạ. Và đây có cả cái chống hú nữa này, chống tạp âm cho mic này. Bác ấn vào nha anh Thanh nha, anh ấn vào để cho chống tạp âm. Rất là hay. Vâng, đấy là phía mặt trước đấy ạ. Em quay ra đằng sau nhá. Con này rất là lạ luôn. Em cứ kết nối cả súp đấy. Rất là khỏe. Vâng, đây ạ, đây là audio output này, 500W một kênh, tổng là 1000W này. Đấy ạ. Vâng, và đây này em đang kết nối với đôi loa full này. Nó có cả jack new trick này, rất là chuyên nghiệp. Jack new trick luôn đấy ạ. Để ra hai loa full. Và em đang kẹp thêm một đôi loa ở dưới cầu đỏ đen đấy ạ. Tổng em chạy 2 đôi loa. Con này công suất thì đấy các bác biết là 1000W. Đây là quảng cáo tí. Nói chung các bác tìm cái dòng này trên thị trường Việt Nam không có đâu các bác nhé. Vâng, anh nhất đây tín hiệu đầu vào đây ạ. Vâng, ở ô số 2 đây ạ. Đây đây. Vâng, đây tín hiệu ra sút đây ạ. Ờ,
Vâng, của anh Loa nghe rất là tí tách, rất là hay, bass rất sâu, âm đi này này, nhìn rất là chuyên nghiệp. Vâng, anh Thanh này trước có lấy bên em một cái đôi loa BMB 1000 và anh có một đôi loa bass 25 nữa. Vâng, và anh có trước mua thêm cho em một cái vang Zia KM50X. Vâng, hàng chất lượng. Và anh đặt thêm cho mình một cái âm ly đây ạ. Âm ly đây. Vâng, các bác nhìn đấy ạ. Vâng, anh Thanh nhá, cái âm ly này của anh hoạt động rất tốt. Bên em cũng test rất là kỹ rồi ạ. Test mấy ngày hôm nay thì em mới đăng lên và anh có đặt cho mình và anh sở hữu luôn. Đặc biệt cái này ngoài echo rất là ngọt, nghe rất dễ chịu. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Echo rất là ngọt ngào, mic rất nhẹ. Vâng, anh Thanh nhìn video này mà em quay lên thì anh nhìn rất là chất lượng, rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp. Vâng, anh Thanh, sau đây em xin phép bỏ ra đóng hàng gửi cho anh sớm nhất có thể. Vâng, bên em thì đang ghép rất là nhiều loa. Các bác nào có xem video, các bác thích sản phẩm nào, các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube nhé.